Đồ gỗ Hòa Phát xin kính chào quý khách. Hôm nay bên em có ra một bộ ghế cho khách xài. Bộ này là khách đặt. Khách đặt rất là dày. Thì bộ này bọn em gọi là bộ ghế đối nhé. Ghế đối mặt liền. Ghế đối mặt liền dày 3 phân. Em xin đọc kích thước lại để cho mọi người thấy là cái kích thước bên em nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ coi xem cái băng kích thước tổng thể của chiều sâu của ghế phủ bì luôn là 70, chiều dài của ghế là 2m6, mặt nền 3 phân nhé, rất là bông vân luôn. Cái này toàn bộ mộng mẹo và kỹ thuật là mình làm theo kiểu hàng đặt. Thế mà mọi người an tâm về cái chất lượng. Cái bộ này thì nó có giá tầm hơn 40 triệu. Mặt tiền 3 phân, rất là bông vân. Hàng này là hàng liền, đâm ra mọi người an tâm về cái chất lượng. Hôm nay em có quay lại cho mọi người thấy cái ghế con của nó phủ bì là 1m, phủ bì bề ngang 1m, sâu 70 luôn. Cái thành này bọn em có làm của nó là 11 phân và cái này là 13 phân. Đây là cái thành. Cái này là niềm đặc 5 phân. Đây là bên hông của ghế đây. Nhìn rất là đơn giản nhưng mà rất là hay. Đây là cái bàn. Cái bàn này nó có kích thước là 70 dài 1m4. Đây không bàn này. Đây là ghế đây. Cái băng của nó đây. Thì cái hộp này không phải là đặc nhé. Mọi người lưu ý giùm em này. Đây, cái này là đặc. Cái này là nguyên miếng ấy. Với miếng dày 2/2 này, bên hông nhé. Cái này cũng thế, cái này cũng vậy, nguyên miếng luôn. Nhưng mà mọi người an tâm về cái kỹ thuật, tại vì thợ em đóng thì làm theo kỹ thuật hàng khách xài đến giờ là rất là công phu. Về cái mộng mẹo hay là mặt mũi thì em lựa rất là kỹ. Đây mọi người có thể thấy cái vân bông của cái bụng cọc cặp mặt con nhé. Đó. Hôm nay là chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Đó, đây là ghế băng gồm 2m6 chiều dài, đặt theo cầu của khách hàng. Đây là ghế đôn, có một cái đôn nữa mọi người. Đây là chiều hông, đây là mặt sau của cái ghế đấy, không tì không giác. Và mọi người an tâm về cái chất lượng của ghế này. Nếu mọi người có nhu cầu thì em xin mọi người liên hệ qua hai số điện thoại đây. Và em còn một số điện thoại nữa là 0984888879. Nếu mọi người có nhu cầu thì mọi người cứ gọi, em sẽ gọi trực tiếp và tư vấn cho mọi người. Cảm ơn cả nhà nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại những sản phẩm sau. Nếu mọi người có nhu cầu về toàn bộ đồ gỗ thì mọi người có thể liên hệ với em. Em sẽ còn rất nhiều sản phẩm nữa để giới thiệu. Lượng hàng rất là nhiều luôn. Cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Rồi em xin cảm ơn mọi người.